Hello anh em nhá. Hiện tại thì đang bán cho anh trai chiếc cá gần nhà luôn. Anh em thì ngày nào cũng có mặt ở đây. Đấy, đang đặt hộp các bạn nhá, hàng 5 mét luôn. Đấy, size 4142. Đấy, đang cho ông tài đặt hộp quả bọc cô lăng. Ôi, con này kẹt cửa. Đấy. Đấy, anh em nhá, đang cô lăng này hôm qua anh trai vừa mới mua xong. Mua cái này cũng đắt tiền đấy các bạn nhá, không rẻ tiền đâu. Cái này mua 500.000 cái này đây các bạn ạ. Đấy. Cái này này, mua 500.000 này. Đấy, con đây là chuẩn của Hàn Quốc xịn các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không? Cái cườm của nó sẽ là cái cườm khuyết bằng tám giác, chứ nó không phải là như kiểu cườm hàng thường nó làm là nó tròn xoe. Đấy, tí anh trai cầm và cảm nhận phát biết ngay. Đó, con này mà khi nào giặt thì nhớ giặt hơi cho em nhá. Mang hàng giặt hơi đừng giặt ở nhà, không nhiều bác không biết là giặt ở nhà xong cầm máy bàn chải, cầm máy gọi là bàn chải chà vào hỏng hết cước, hỏng hết cái cước của nó. Đấy, các bạn thấy không? Cái này thì rất đơn giản thôi, anh em chỉ việc lồng vào thôi. Có nghe các bạn móc tay ở dưới của móc xăm ấy. Xong bạn lồng vào thôi. Nó hơi căng một chút các bạn nha các bạn. Nó hơi căng một chút các bạn nha, vì là vấn đề là căng ra thì nó khi vào nó mới đẹp các bạn nhá. Đó, rất căng luôn này. Đó, yêu cho các bạn. Quá yêu luôn. Đấy, anh dùng một thời gian cho anh đảo đi cho em nhá. Cho nó xô đều ấy. Nghiện ngập rồi là không thể chịu được rồi. Thích rồi là không thể chịu được nữa rồi. Đấy, quả ham Messi các bạn nhá, không thể chịu được rồi. Chắn mua em có rồi nhá, khi nào qua ủng hộ em luôn nhá. Chắn mua hôm qua vừa nhập một lô đây rồi. Thank you anh. Ok, rồi anh. Anh đi nhá, anh trai ông mai kia qua của em rất buồn. Anh trai rất nhiều luôn, cái vòng vô lăng làm anh em sao xuyến không thể chịu được luôn. Ok anh trai, đấy, anh trai chuyển cá gần nhà các bạn nhá. Anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Các bạn nhớ là đúng cái phương tiện có thể giúp mình nhá. Cảm ơn anh trai rất nhiều luôn. Anh trai chuyển cá ngay gần nhà luôn. Nhà anh em cũng